Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi một cái tựa game Jujutsu Kaisen. Rồi, ở trên khu vực này thì chúng ta sẽ có chỗ lựa chọn nhân vật. Hiện tại mình đang xài chiêu của Gojo nha. Những cái bạn nào mà xem cái bộ anime Jujutsu Kaisen thì chắc cũng quá rành rồi, không có gì lạ nữa. Lại đây mà kiếm ăn. Thanh niên tóc đỏ này dí theo mình nè anh em ạ. Tới đây. Dính chiều nha. Mình đâu có dễ bị tiêu diệt anh em. Trời, hụt cái chiêu rồi. Không biết thanh niên tóc đỏ này sử dụng sức mạnh gì ha. À, cũng Gojo. Ghê thế. Nhưng mà kiểu như châu quá nè. Mình đánh cả buổi trời. Ui, thanh niên nó xài tiệt chiêu luôn kìa. Do là xài tiệt chiêu thôi nếu mà. Nếu không là bay màu với mình rồi. Tức thiệt. Qua bên đây đi. Có người còn xíu máu nè. Rồi, sử dụng chiêu nha. Chờ đợi nãy giờ. Đó, bắt được một người rồi anh em ơi. Bay màu đi nha. Cuối cùng cũng ăn được một mạng anh em ạ. Xài tới thì chiêu mà chỉ ăn được một mạng thôi. Đây, đang đánh nhau nè. Trời, công nhận trạng thái biến hình của Gojo ghê thiệt anh em ơi. Đấy. À, có một bạn Việt Nam kìa, biết mình á. Ghê vậy. Hình như là chiêu của Sukuna thì phải. Anh đi kia chạy lại nữa kìa. Bạn đó Việt Nam nha anh em. Trời kỳ vậy. Ăn 500 mười mấy mạng mà đánh không lại thanh niên ăn 36 mạng anh em ạ. Wow. Ghê đấy. Đang ngang kèo nha, hai người còn nửa cây máu. Đúng là ăn 500 mười mấy mạng có khác. Kinh nghiệm đầy mình gỡ ngược nốt nhạc. Rồi xong. Thanh niên ăn 36 mạng thua rồi anh em ạ. Tại vì còn máu đỏ kìa. Đó, bay màu rồi. Đầy năng lượng rồi, chuẩn bị ra chiêu thôi anh em ơi. Trời, họ cũng sử dụng chiêu kìa. Sử dụng chiêu với lại chúng tôi à. Đây, tới mình. Vào trong đây là mấy thanh niên đứng yên hết nha anh em, không có nhúc nhích được. Mà mình cũng sắp hết năng lượng rồi. Ăn được thêm hai mạng nữa, quá ngon. Mà công nhận game mình làm chiêu cũng hay đấy chứ. Để mình chuyển sang nhân vật khác sử dụng chơi. Rồi, ok. Mình đang thử cái bộ chiêu thức á. Không biết đây là chiêu của ai nữa. Mới tiêu diệt thanh niên áo đỏ nè, lên được 6 mạng rồi nè. Đỡ.
đây là sức mạnh của vua nguyền rủa nha anh em. Cái lốc năng lượng nó có để nè, hồi nãy giờ mới để ý. Chiêu thức của vua nguyền rủa cũng rất là ghê, để mình ráng sử dụng chơi. Đó anh em kia xài kìa. Trời ơi, mình còn có xíu máu luôn em ơi. Chỗ này khá là lộn xộn nha anh em. Rồi xong. Thế là mình đã bay màu. Còn một xíu máu, ui đỡ luôn, hay vậy. Đấy, ăn được thêm một mạng nữa nha anh em. Quá ngon. Một xíu năng lượng nữa thôi là mình có thể sử dụng được sức mạnh của vua nguyền rủa rồi anh em ơi. Rồi, chuẩn bị sử dụng luôn nha. Đang bị mấy hình đi này tắp nè. Xài thôi chứ chờ đợi gì nữa. Wow, kinh đấy nè mọi người. Khi mà sử dụng trạng thái biến hình á thì đánh thường nó cũng rất là đỉnh nha. Wow, mạnh thực sự nè mọi người. Có vài thanh niên đỡ kìa. Này thì đỡ với lại chúng tôi. Hồi nãy thấy bắt được rất là nhiều người chơi mà sao ăn được có mạng vậy ta. Mấy thanh niên chạy vào kiếm mình nè. Chắc là mấy bạn Việt Nam á nè. Mình nghĩ là như thế. Chạy. Chỗ này khá là lộn lạc nha. Bạn kia xài chiêu nữa kìa. Cứ bị dính vô cái chiêu này hoài luôn em ạ. Trời ơi bay màu. Một hit luôn á, hồi nãy mình thấy còn đầy máu. À lại là xài cái sức mạnh triệu hồi cánh cửa hả? Sức mạnh này mình thấy cũng có nhiều bạn sử dụng nha. Chiêu của mình người khác họ đỡ được hết trơn anh em ạ. Rồi xong bay màu nữa. Sắp đầy năng lượng rồi nè. Sử dụng. Chờ đợi có giây phút này. Đó. Bắt được khá là nhiều người anh em ơi. Vô trong đây thì người chơi khác họ sẽ bị tấn công liên tục anh em thấy không. Còn xíu máu luôn kìa. Ăn được mấy mạng rồi ta. 11 mạng. Quá ngon. Ra ngoài đây á, thì chúng ta còn sử dụng cái trạng thái biến hình dưỡng tí. Nhưng mà chiêu thức nó chưa có hồi. Trời ghê vậy. Bị thanh niên đầu hối bay lại đánh anh em ạ. Rồi sao không biến lại bình thường luôn. Vừa mới ra ngoài bị đánh liên tục chả làm được cái gì. Đó dính chiêu nữa nè. Vào trong đây anh em thấy không, người chơi khác họ đứng họ đỡ không à. Nếu mà không đỡ là mất máu dữ lắm á. À
nè. Cái sức mạnh này á thì có tên là người cờ bạc không ngừng nghỉ. Đó, chịu hồi mấy cánh cửa rồi các kiểu. Để mình thử coi chiêu thức như thế nào nha. Chúng ta phải chơi trải nghiệm những cái sức mạnh chứ không nào. Ê, sức mạnh này dễ sử dụng nha anh em. Chiêu thức dễ xài lắm. Cái gì vậy? Hết bị người này đánh tới người khác đánh anh em ạ. Đấy, cứ lại gần đối phương rồi xài chiêu. Mấy cái chỗ đông người nữa nè, mình xài chiêu dễ trúng cực kỳ. Ăn được một mạng nữa hay gì nè anh em. Rồi, chuẩn bị xài chiêu. Anh em thấy không, chiêu này quen. Hồi nãy giờ nói chung là gặp nhiều người sử dụng rồi. Cái gì đây? Mới vừa vào bị đánh rồi. Vào trong đây nói chung là mình cũng bị đối phương đánh bình thường anh em ạ. Chỉ có điều là chiêu thức hơi khác tí thôi. Đây, bây giờ còn lại mình với bạn đầu trứng này thôi nha anh em. Bạn nó kêu là mình dùng chiêu đi. À, cho mình thử chiêu á. Wow. Nói chung á, theo mình thấy thì chiêu thức nó vẫn y như là ở dạng bình thường thôi. À, sau khi mà xong á, ra ngoài đây thì nó sẽ cho mình một cái bộ chiêu khác nữa à. Trời ơi, mình cứ tính đâu là hồi nãy vào trong kia vậy là xong rồi chứ. Wow, khi mà ra ngoài nó cho mình một cái bộ chiêu rất là ghê nha anh em. Sao mình bay lên trên nóc nhà luôn rồi. Được đấy nè ạ. Mà cái này nó lâu hết nữa nha, chứ không phải là nó hết liền đâu. Hồi nãy giờ mới có nửa lóng năng lượng kìa. Hèn chi nhiều bạn thích sử dụng. Ban đầu mình cứ tính đâu là cái tiệt chiêu của nó sẽ vào trong cái khu vực kia thôi, ra ngoài là hết. Ai ngờ ra ngoài đây nó cho cái bộ chiêu khác. Sao cái chỗ này thành bình địa luôn rồi. Hồi nãy cây cối rất là nhiều, bây giờ không còn luôn em ạ. Tại vì game này á, người chơi có thể phá được bản đồ. Bấm R đi à. Mình mới bấm anh em. Nói chung là game này có nhiều cái mình còn chưa rành lắm. Tại vì mới vừa chơi mà. Biến trở lại bình thường rồi nè. Được đấy anh em ạ. Ờ mà thôi, nói chung mình nghĩ chắc là tới đây cũng được rồi. Hôm nay chủ yếu là vào chơi trải nghiệm cho anh em xem một cái tựa game Jujutsu Kaisen PvP. Giờ thì không còn gì nữa, mình sẽ kết thúc video đây luôn. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nha. Bye anh em.